Xin chào anh em. Hôm nay thì Deva rất là vui mừng khi sắp được chia sẻ đến anh em một mẫu bật lửa Cartier quý tộc, và đây là chiếc Cartier thuộc dòng cao cấp. Anh em có thể nhìn thấy cái độ sang trọng cũng như là cái kích thước, cũng như là cái màu sắc của nó. Nó rất là vừa tay và rất là dễ nhìn. Đối với những anh em nào hay đi giao lưu thì cái ấn tượng nhìn vào đầu tiên đối với đối tác, bạn bè, người thân thì rất là quan trọng, đúng không ạ? Thì khi anh em mang một cái chiếc bật lửa Cartier này đi để mang theo thì em chắc chắn là anh em sẽ nâng được cái tầm của đẳng cấp lên. Ok, chiếc bật lửa này thì là được cấu tạo bởi men sơn mài thiên nhiên, được ủ trong vòng 28 tuần. Những cái chi tiết này được mạ một lớp vàng công nghiệp, và phần màu đỏ này cũng là men sơn mài màu đỏ anh em nhé. Anh em biết thì là để làm cái vân men màu đỏ và màu xanh thì là rất là khó so với những màu trắng và màu đen. Thì chiếc bật lửa này có giá khá là đắt đỏ, với giá là 2,1 triệu đồng. Để ba shop bán với giá là 2,1 triệu đồng và được bao ship vận chuyển hàng toàn quốc, và khi hàng đến thì anh em được kiểm tra anh em nhé. Mẫu này thì bây giờ bên em có về 4 cái hoa văn, thì anh em có thể chat hoặc là gọi điện cho em để xem những cái ảnh khác của cái mẫu này anh em nhé. Giá đều là 2,1 triệu đồng. Ok, nói thêm về cái phần của bật lửa thì anh em có thể nhìn thấy dưới đáy là gồm hai cái lỗ. Và lỗ to này thì anh em có thể mở ra để bơm ga, và cái lỗ bé thì để điều chỉnh cái lượng là to và nhỏ. Ở trên đây có ghi cái những cái chi tiết thông số của bật lửa anh em nhé. Đó, làm rất là tỉ mỉ và tinh tế. Đặc biệt chiếc bật lửa này được làm bằng men sơn mài nên anh em cầm vào rất là mát tay. Đây, anh em cầm bằng tay bình thường rất là mát nhé, và rất là mịn và trơn. Thì em thử mở ra để bật lửa cho anh em này. Mở thì anh em mở này, và bật lửa này. Đó, lửa lên thì cực kỳ nhạy rồi, vì đây là dòng cao cấp thì không có gì phải bàn. Đấy, dòng này là dòng lửa chéo thì anh em có thể dùng để hút tẩu anh em nhé, tẩu gỗ hoặc là dùng để hút thuốc lá rất là bình thường. Đó, ok, sản phẩm này thì hiện đang chỉ có tầm khoảng 20 chiếc trên toàn quốc thôi. Nên anh em nào muốn đặt mua thì hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận ngay cho em nhé, để phát shop cho có nhân viên liên hệ tư vấn trực tiếp cho anh em. Hàng sẽ được chuyển đến sau vòng 2 đến 5 ngày thì tính từ khi anh em đặt hàng. Và anh em nhớ lưu ý là những cái sản phẩm này thì bên em được bảo hành trọn đời vĩnh viễn. Bất kỳ có vấn đề gì về sản phẩm thì bên em sẽ bảo hành lên lửa cho anh em nhé, nên anh em hãy hoàn toàn tin tưởng để mua. Ok, chào anh em và cảm ơn anh em. Đừng quên để lại số điện thoại dưới phần bình luận nhé, để WhatsApp sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn trực tiếp. Rồi, chào anh em.